Xin chào cả nhà buổi sáng nha. Năm nay Melbourne Cup ta được mở lại bà con. Hình như trong Melbourne Cup được 10.000 người vô chơi, vô coi. Thì Lan chạy là TAB, là chỗ bán giống như chỗ sao ta, chỗ cờ bạc cá ngựa. Lại đây mua, đang mua nè bà con. Lan mua bà chắc chọn gà ba tấm nè. Một cái thì Lan mua về nhất, về nhì, về ba. Rồi một cái thì mua thắng thôi. Rồi một cái thì kêu bằng cái gì đó, hình như cũng không biết, gạch nữa, gạch đại vậy thôi, mua 3 tấm. Tới sau 3 giờ á, thì cái giải số 7 á, người ta mới đua cho Mèo Bình Kháp. Thì Lan mua ngay giải số 7 đó. Đó rồi tới 3 giờ mình mới biết trúng thua. Đó, cái này là nguyên dưới đây là 10 đồng một con. Mua 5 con nè, 10 đồng. Còn cái thằng ông nội này là chơi mùng 5, 14, 23 rồi, là mấy này về số 1. Nếu mà trong ba con này chị về được một con hạng nhất, cái con thứ nhì này hạng nhì, con thứ ba này hạng ba, thì chắc trúng, không biết trúng gió nhiều đây nha. Còn cái thằng này còn cái thằng ông nội này thì mua 20 đồng mà không biết chơi kiểu gì cũng không nhớ luôn nữa. Cái này vô tôi chỉ gặp và đừng đâm đầu vô gặp Vậy năm đi cúng một lần. năm đi cúng lần đấy bà con. Rồi đã mới mua hũ ở đây rồi nữa nè đó. Bữa nào lại ăn cái bánh bao nè. Bánh này này ba, cái bánh hamburger đen này nè. Đó, hôm nay chị thèm mà chưa lại ăn đó. Cái bánh mà đen thù lùi đó đó. Trời ơi, bánh bao tròn. Bánh bao tròn đó, bánh bao đen phải không? Đúng Nó rồi, làm bằng bánh tro hả? bamboo. Đó, hồi nãy qua bên TAB bên đó cờ bạc xong. Vụ sale nha bà con, một dây 50 đồng, nó sale còn 35 đồng. Lan mới vừa mua đây, mua đất thì 35 đồng một ve nè, là nó bớt được 15 đồng. Mà mua 6 ve thì nó bớt mình thêm 10 đồng 50 sen nữa, là còn 195 đồng 50 sen đây. Đó, mới mua đất thì đây, bữa nay hai tay thứ ba, nãy đi mua vé số đó bà con. Rồi cái chạy ngang mua luôn, mua vé số, vé đua ngựa, không biết chiều nay trúng hay là không trúng đây. Chút nữa coi, thua rồi bà con ơi, nó chạy về con số 4 chặt lắc rồi, nó trúng rồi bà con ơi, thua rồi. Rồi đó, trúng gió ở đây dễ hơn trúng vé số rồi, thua rồi. Cái này là mua cầu hên thôi bà con. Thôi buồn quá, đi ăn đồ cho nó vui lại. Bà con ơi, hết trung thu rồi mà Lan còn thèm nha. Cái chị bán bánh trung thu và mới làm cho Lan thêm nữa nè. Này chỉ cho Lan bốn con heo, giờ thấy đầy dễ thương không bà con? Bốn con heo nha. Đó. Rồi ba hộp nữa nè. Đó, ba hộp bánh nữa. Ngon lắm. Nếu ai mà muốn ăn á, nhiều nhiều á, mình đặt chỉ là chỉ làm mà, chứ không cần tới Tết trung thu đâu nha. Đây. Đây bà con ơi, đây bốn kho, bốn hộp, ba hộp. Ngon không? Ba hộp với mấy con heo. Cái này thập cẩm hai trứng nha bà con, thập cẩm hai trứng ngon biết rồi đó. Nhầm, bà con thấy ngon không? Đó. Đó. Ngon không bà con? Thập cẩm hai trứng nè. Ngon quá. Rồi không cần gánh trung thu đâu, cứ mới thích ăn thì chỉ có làm á, mình điện thoại nhờ nói với chị làm cái ăn. Hôm nay là đang ăn ăn cái này nữa, là hết ba hộp này nữa là 13 hộp rồi đó. Cái chị bạn cho hộp nữa là 13 đó. Đang ăn đợt này là đợt thứ tư rồi nè. Wow, ngon quá. Chị này làm ngon lắm, nếu ai cũng muốn ăn nhắn cho Lan, Lan cho số điện thoại chị rồi mua. Ăn của chị không có ngọt quá, mắc ghiền. Lan ăn Lan mắc ghiền đó bà con, không biết bà con có ghiền không chứ Lan ghiền lắm. Uống trà xanh nữa, ăn bánh. Mời bà con ra sau nhà Lan ngắm hoa nha, mời cả nhà. Nãy giờ mới ra tưới cây mới hay, nó nở nè bà con, đẹp không? Đó, màu vàng nha, vàng này khác hơn cái vàng bữa hổm nè. Nó nở cái bông rụng luôn rồi nè, Lan không hay nè. Trời ơi, còn đây mấy bông nữa, đây còn đây bông nữa nha bà con, ba bông. Rồi
trong này bông nữa nè, cũng tàn nữa rồi bà con ơi, ba bông sắp sửa tàn nữa rồi. Mình không hay nha, ở trong nhà không hay. Được 4 bông bà con, nó muốn tàn hết một bông à. Cái này cũng là hoa mẫu đơn đấy nha bà con, mà màu vàng. Lan phải cầm nó lên vậy mình chụp hình mới được nè. Thôi nó yếu quá, nó quằn quằn xuống dưới. Thơm, thơm bắt ngát à. Đẹp dễ sợ luôn, cây lài ba màu bà con ơi. Không biết ai sao nha, Lan thấy nó đẹp quá à. Không biết bà con thì nhầm người không thích thì nó không đẹp nha, mà Lan thì đang thấy đẹp. Cái màu, Lan thấy nó đẹp quá, cái màu tím nè, tím đậm nè ha. Nó có tím lợt nữa nè, bà con thấy không? Đó, đậm vợt mà nó thơm giống như mùi hoa lại vậy nha. Dễ thương quá, đẹp quá. Lúc trước Lan có hai cây là Lan cho trên giáo hội Phật giáo Hòa Hảo hết một cây rồi, lưu thương quá chừa lại cây nè. Chứ đáng lẽ thường thường ta cho hai cây, Lan cho có một cây rồi, tại mấy cái kiển trên giáo hội Phật giáo Hòa Hảo bị ăn trộm nó lấy, bà con ở chùa mà cũng bị ăn trộm nó thiệt thần đó. Bỏ tay mấy ông ăn trộm này luôn rồi. Thơm mà thơm cái mùi ngọt, thiệt là ngọt vậy đó bà con. Đẹp quá. Con chó mới đây chạy thôi, không biết nó chung hàng rào được không nữa đây. Cái chậu lan bữa hôm Lan điếm được 7 bông, bữa nay bắt đầu nó lú ra nhiều rồi nè bà con. À, bữa nay là bắt đầu nó nở rồi nè bà con. Cái này là được 7 bông nha, đó. 3 bông bự nè. Còn mấy cái này thì không được, quay không được rồi bà con ơi. Ở đây 3 bông, bên kia 4 bông, đó là 7 bông đó, mỗi cái bộ chậu này nè. Nhưng nó chưa có nở ra được nhiều nha. Đó, còn cây hồng thì bữa nay trái rồi, bắt đầu nó hơi bự bự rồi bà con. Đó nè, trái nữa nè. Đó, tròn tròn rồi nè. Đó, đây nè bà con, đó, dưới này nè, thấy không? Cái cây hồng này lớn lắm. Ồ, trái trên này nè, nheo quá bà con ơi, mà Lan nghĩ chắc nó rụng á. Dòng gió đây nó rụng dữ lắm. Nó rụng, Lan nghĩ rụng hơn phân nửa đó chứ không ít đâu. Mấy trái này thì bự rồi nè. Nó lớn hết trơn rồi đó. Nhưng nó rụng bà con ơi, rụng dữ lắm. Đây nữa nè, chị em thấy không? Đó. Đây, ở đây Lan có một bụi lan mai, nó mới nở bông, có một bông rồi nha bà con. Đó, đây. Đây là bụi lan mai của Lan nha, nó đang nở bông. Đây, hoa hồng nó đang nở nha bà con, đẹp không? Bự dễ sợ. Bông này lớn nè, đẹp lắm. Cái này nó giống như là màu sampan đó bà con, màu rượu, ly rượu sampan, nó hơi ửng ửng, hồng hồng mà kem kem. Nó trắng kem hồng. Màu rất là đẹp nha. Mưa hai bữa nay nó muốn rụng hết rồi bà con ơi. Cái này nó loại nhiều bông chứ không phải một bông nha, một nhánh gì nó 3-4 bông luôn bà con. Nó nhánh này 4 bông nè. Đó. Cái này cũng rụng hết rồi. Đây, ở đây cũng bông hồng nữa nè bà con. Wow, màu đẹp không? Đó. Lan cũng mê bông hồng lắm nha. Đó. Cái màu này cũng rất là đẹp nha, màu ửng ửng, cam cam mà lợt nhạt. Giống như màu hồng phấn vậy đó, đẹp quá. Rồi đây bông hồng nó cái loại nó giống như nó pha màu với bà con, đẹp nè. Ở đây thì cũng là trắng kem bà con. Ở đây nữa nè, đẹp đẹp không à. Trời ơi, cái cây gì, cây cải mà nó đè lên cái bông hồng bà con ơi nè. Nó rụng ở đây sức hết rồi, chết rồi. Ui. Đó, ở đây nè. Cái hình như màu này cái phát triển nó tốt nè bà con. Ở dưới này là có một bụi tím đẹp lắm nha. Nhưng nó bị cái bụi bông hồng kia lướt nó hết rồi, rụng rồi. Thơm lắm. Cái này bông này của David Austin nè.
của cái ông đây bà tộc tình này cũng nổi tiếng lắm á. Cái hiệu bông này cũng, bông nó cũng có tên của hiệu riêng của nó nha bà con. Cái loại bông này của đây bà tộc tình. Giống như người ta lấy tên của người ta riêng đó bà con, ổng ghép bông lại thành một cái loại bông của ổng riêng á. Đó. Đây, còn này cái đám cải. Trời ơi nó tốt dễ sợ không bà con. Nguyên cái cây cải nó nằm ở đây nè. Đang để lăn lấy hột bây giờ nó nằm xuống đây luôn rồi. Không biết sao đỡ nó đây. Trời ơi. Để hồi làm tắt máy lấy cây dựng nó để nó mình lấy hột cải xanh nè mình ươm. Này là bông con bông bốm nè. Cái này mình để vô salad rồi mình ăn được nha bà con. Đó. Salad nè, mấy salad nó lên đầy hết trơn à. Đó ở đây nữa nè bà con này. Màu bông bốm màu tím nè. Lật bớt cái này đi. Ủa mấy trái dâu nè thấy không? Chết rồi. Mấy cái này ở đây là coi như trùng nó ăn hết bà con ơi, dâu nè. Đó, rồi. Đó. Để nó ra đi. Thôi trùng nó ăn hết. Đây bên đây nữa nè bà con, cái này loại bông bướm nó màu. Cái này mình làm salad rồi mình để nó vô ăn nha. Cái bụi salad nó ngã nghiêng ngã ngửa nè. Lần lặt lá dâu bớt bà con, đây có trái dâu nữa nè. Nó rụng vậy. Ở đây bà con thấy không? Đùm đùm trái nè. Thấy không? Dâu nó đang có trái. Phải lặt lá bớt bà con ơi. Không thôi trong này phước gì mấy con ốc sên á nó chui vô. Bữa hổm lăn lặt hết một đợt rồi. Trời ơi ở đây nó đang có trái nữa nè. Trái cũng nhiều lắm nè. Bỏ mấy cái lá bớt đó bà con. Cho nó tốt. Đây là một đùm trái nè. Trái không nè. Đó. Wow, bông này cũng đẹp quá bà con ơi. Đi kiếm cháu mới được, nó đã mất tiêu rồi. Đây, cô Yên. Cái này đáng lẽ một lần nó có 3 màu luôn bà con, sao giờ còn có màu à? Thường thường màu vàng với màu đỏ nữa. Ồ, bữa nay cái lan cột nó nở hết nguyên bông rồi nha bà con. Nở nguyên rồi đó, đẹp quá. Bên đây lan này cũng nở ra luôn rồi nè, đó. Ở đây được 5 chậu nở 4 chậu rồi. Bông này nó cũng nở luôn rồi. Ra ngoài này gió mát lắm bà con, ở ngoài sau hè nhà lan á. Bữa nay nắng cũng đẹp lắm nha. Bữa nay thứ năm nha. Hồi bữa hổm hồi thứ ba lan có đi mua cá ngựa đó nhưng thua rồi bà con ơi. Đó. Thì nãy giờ Lan có làm một đoạn phim cuộc sống hàng ngày của Út mình sao đó. Thì nãy giờ Lan mới học online xong rồi. Bây giờ học từng còn có 4 bữa thôi. Ta cho học 4 bữa à, cô giáo không cho học 5 bữa. Mình cũng không biết sao nó Lan thì Lan muốn học 5 bữa. Mà như ở trường thì nó sắp cho mình có 4 ngày thôi. Đó. Rồi cuộc sống hàng ngày thì tới lui. Nấu cơm, làm công chuyện, làm phim, đi học. Đó. Giữ cháu rồi bây giờ có thêm thằng con chó nữa mình chơi chung với nó cũng vui lắm bà con. Đó, thôi tới đây Lan xin kết thúc phim nha. Bà con có yêu thích Lan nhớ đăng ký ủng hộ dùm. Lan kính chúc bà con ngày mới vui vẻ, khỏe mạnh, vạn sự điều tốt lành. Xin chào cả nhà, bye bye bà con. Bye bye.